Rồi, xin chào các bạn, chào các bạn đến với chương trình khám phá những cái điều bí mật trên xe hơi, những cái điều lạ. Và trước mắt các bạn là một anh công nhân đang làm gì vậy? Vâng, đấy là một mẫu xe Mercedes EQC chạy điện. Và mẫu xe này thì được Mercedes-Benz toàn cầu ra mắt cách đây không lâu. Cụ thể chi tiết nào về sản phẩm này các bạn có tìm hiểu trên Auto Daily website cũng sẽ có thông tin có rất là chi tiết. Và hôm nay thì mình muốn cùng các bạn tìm hiểu, chia sẻ, khám phá cái quy trình, một cái công đoạn, và có thể là một cái công đoạn thử nghiệm tính năng an toàn, khả năng bảo vệ hành khách, vân vân trên chiếc EQC này. Và trước mắt các bạn là những hình ảnh, có thể thấy là đang nằm trong khâu chuẩn bị. Đây có thể nói là một trong những cái trung tâm thử nghiệm an toàn xe hơi hiện đại nhất trên thế giới của Mercedes-Benz sở hữu. Vâng, bất kỳ hãng xe nào thưa các bạn đều có các cái trung tâm thử nghiệm riêng. Toyota có, Honda có, mình vào rồi, Merc mình chưa vào. Đây có thể nói là, theo Merc nói là lớn nhất thế giới. Tuy nhiên đây là các đơn vị kiểm tra của các hãng, họ đầu tư cũng rất nhiều tiền, mình đã vào rồi, nhiều tiền lắm. Chung nhìn các trang thiết bị cũng hoảng luôn. Tuy nhiên ở trên thế giới thì lại có 4 cái trung tâm thử nghiệm an toàn, đánh giá an toàn độc lập ạ. Tuy nhiên trên thế giới thì sẽ phổ biến nhất có 4 cái cơ quan đánh giá an toàn. Các đơn vị này hầu hết là độc lập. Và 4 cái tổ chức quen thuộc đó chính là Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, mà chúng ta hay viết tắt là NHTSA, Viện An toàn Xa lộ Mỹ IIHS, và một chương trình rất nổi tiếng mà chúng ta cũng hay nói đến là chương trình đánh giá xe mới Euro NCAP. Euro NCAP, và hay đọc tắt là Euro NCAP. Và một tổ chức tại khu vực Đông Nam Á và cũng rất là quen thuộc thì đây là ASEAN NCAP. Vâng, những cái tổ chức này sẽ lấy cái hệ thống chấm điểm sao cho một chiếc xe tốt nhất và sẽ tìm ra những chiếc xe tồi nhất. Đánh giá thì có rất nhiều tiêu chí thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Tuy nhiên một số cái bài tập, các bài kiểm tra như của Euro NCAP đấy là va chạm trước, va chạm với xe khác, va chạm chướng ngại vật bên hông, khả năng bảo vệ người đi bộ, khả năng bảo vệ trẻ em, mức độ chấn thương cổ, hệ thống, các hệ thống hỗ trợ an toàn khác, vân vân. Đó là những cái tiêu chí rất nhiều và sẽ đưa ra các bài kiểm tra. Các bạn đang thấy là trên hình là các cái hình thăm đang được đưa vào vị trí ghế người lái, dòng dây đưa vào. Những cái hình thăm này cũng rất đắt tiền. Mình đã vào các trung tâm thử nghiệm của Toyota rồi thì có những cái hình thăm từ 100.000, 200.000, nhưng có những cái hình thăm nó lên tới 1.000.000 đô, và có rất nhiều kích thước từ trẻ em, người già, phụ nữ, cao 1.5m, 1.2m, 1.7m, 1.9m, 2m, béo, gầy, vân vân, có hết không? Họ mô phỏng lại toàn bộ. Và tại sao có những cái thăm, có những cái hình nhân thế mạng này lên tới hàng triệu đô? Vâng, đó là cảm biến đấy. Chất lượng cảm biến, độ nhạy cảm biến, cũng như là số lượng cảm biến. Đó, các bạn có thể thấy là những chiếc xe Rolls Royce 1.000.000 đô, nhưng mà để nghiên cứu những cái hệ thống an toàn như thế này thì những cái hình thăm 1.000.000 đô, 2.000.000 đô bình thường. Đó, cho nên là tôi đã nói rồi, các cái câu chuyện như là chiếc xe Rolls Royce 1.000.000 đô rồi các CEO Rolls Royce cứ chém là nào là phải so với du thuyền nữa, thiết mình nghĩ nó bình thường. Đấy là câu chuyện của người ta thôi. Đấy, còn vấn đề an toàn đấy các bạn đang thấy này. Đây mới là cái vấn đề quan trọng đối với một chiếc xe hơi. Quay trở lại cái câu chuyện Euro NCAP và ASEAN NCAP thì có thể nói là ở ASEAN NCAP thì được thành lập vào tháng 12/2011. Đây là một cái tổ chức độc lập nha các bạn, phi lợi nhuận. Nói chung các tổ chức này mà dính có lợi nhuận tiều ngày, dễ bị mua kết quả ngay. Nó cũng tương đối giống nhiều cái kết quả cuộc thi sắc đẹp của mình. Thì quay trở lại ASEAN NCAP, nó sẽ kiểm tra các cái tác động đến cái hành khách khi mà xảy ra các va chạm. Có thể nói ASEAN NCAP là một cái phiên bản tối ưu, nó sẽ không thể hiện đầy đủ được như ở Euro NCAP hay những cái cơ quan của Mỹ. Điều đấy là chắc chắn. Cho nên chất lượng xe nhập khẩu và chất lượng xe lắp ráp nó sẽ là khác nhau, thưa các bạn. Điều đấy là chắc chắn. Nếu các bạn đã xem các cái video trước rồi thì tôi đã nói cái vấn đề này rất nhiều rồi. Tuy nhiên các cái hệ thống chấm điểm thì cũng là tương đối theo là giống nhau. Ví dụ 1 sao, 2 sao, 3 sao. Họ sẽ đo trên cái ảnh hưởng va chạm đến những người ngồi trong xe, trẻ em, hành khách, người ngồi chính, ngồi phụ, hàng ghế sau, vân vân. Tuy nhiên để thỏa mãn được các cái điều kiện va chạm là điều kiện tiên quyết, nhưng còn phải bảo đảm về trang bị an toàn nữa. Ví dụ những chiếc xe
trang bị phải tối thiểu là phải 2 túi khí mới được đưa vào test. Nhưng mà nếu mà có những xe không có túi khí, dù có bảo vệ được hành khách, cái độ va chạm á, mình chưa nói đến cái túi khí nha, cái tác động vào khung gầm hay như thế nào á, thì vẫn đạt 5 sao. Nhưng nếu như không có trang bị túi khí an toàn thì xuống 4 sao hoặc 3 sao mà thôi. Và cái ASEAN NCAP thì các kết quả đấy họ cũng công bố trên website public hoàn toàn, công bố hoàn toàn trên ví dụ như Facebook, YouTube của họ cũng có. Rồi họ sẽ tổ chức hai cái bài kiểm tra thôi, va chạm trước và va chạm hông. Thì cái va chạm trước sẽ chạy ở tốc độ cố định khoảng 64 km/h và đâm vào vật cản với 40% mũi xe tiếp xúc. Còn va chạm hông, xe sẽ đứng yên và một cái khác sẽ đâm bem vào cái 50 km/h. Đó, đây là toàn bộ cái khâu chuẩn bị cho EQC các bạn. Sẽ quay lại cái nội dung chính, chém hơi nhiều. Trong khi đó thì các bài tán của các bài thử của Euro NCAP thì khủng khiếp lắm các bạn, khắt khe lắm. Bây giờ thì các cái thông tin của mình hay đưa chiếc xe này đạt tiêu chuẩn bao nhiêu ở ASEAN NCAP, tốc độ của mình nó thấp cho nên họ tối ưu. Và có những xe thì vẫn đạt ASEAN NCAP nhưng về cắt hết túi khí đi. Vâng, vẫn viết là 5 sao trên ASEAN NCAP nhưng về chả thấy cái túi khí nào. Xin lỗi, những cái đấy nếu mà về thì chắc chắn không bao giờ có công bố kết quả được ở trên ASEAN NCAP luôn. Thưa các bạn, đấy. Thì các bạn có thể thấy này, chiếc EQC đã được kéo ra. Nó sẽ có một cái hệ thống đường ray, ray ở dưới kéo chiếc xe này đạt đến tốc độ nhất định và đâm đoàn cái, đâm thẳng nhá. Trong cái bài thử này là sẽ một cái bài thử đâm trực diện xem tác động đến xe như thế nào, bảo vệ các cái hình nhân thế bạn, các người thăm ở trong xe là như thế nào. Đây có thể nói là đèn xe đẹp quá. EQC này, xu hướng đèn xe Tesla, rồi là Porsche, rồi gì đó, thậm chí cả VinFast bây giờ cũng có đèn này rồi. Các anh công nhân đang đưa vào. Xin lỗi các anh kỹ sư. Dây dợ gắn rất nhiều. Những cái đèn này, hệ thống đèn siêu sáng. Xin chia sẻ với các bạn tại sao phải dùng những cái hệ thống đèn siêu sáng này. Bởi vì toàn bộ cái quá trình thử nghiệm này ấy là sẽ được ghi nhận bằng một cái camera gọi là super slow motion. Và nó ở cái tốc độ khoảng 2000 frame một giây thì đó, mình nghe vậy. Thì nó bắt được, để bắt được những cái này thì cái độ sáng nó phải rất là lớn. Và chút nữa các bạn sẽ thấy được, xem lại được những cái khoảnh khắc quay chậm như vậy. Xem cái khoảnh khắc va chạm này khốc liệt lắm, nhìn làm cái rầm ngay là thôi, xe nát bươm. Mất bao tiền. Tiếc. Nhưng không sao, những cái thử nghiệm này cực kỳ quan trọng. Bởi vì chỉ cần một lỗi thôi, một lỗi về hệ thống an toàn thôi thì những hãng xe này sẽ đối mặt với những khủng hoảng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Các bạn đã xem có những cái thông tin là BMW chưa đạt về cái thử nghiệm va chạm an toàn này, nó tạo nên cuộc khủng hoảng cũng không hay thế nào. BMW thì là phải chất rồi. Đấy. Những cái cuộc thử nghiệm này thì không liên quan gì đến lái hay lái dở nhé. Điều hòa có mát hay không, hay là có trang bị kết nối Bluetooth, rồi là đèn LED, hay là ra bò Mỹ, bò Âu, bò Úc, cái bò ở độ cao 10.000 km hay như thế nào đấy, 10.000 mét hay như thế nào đấy thì cũng không có đâu. Đây là tập trung về an toàn hoàn toàn. Còn chúng ta bây giờ đấy, ôi phi dầm đó, thấy chưa các bạn này, không khóc mang lên. Bài thử nghiệm này là đâm đoàn phát, đâm thẳng đầu vào bức tường luôn. Tốc độ bao nhiêu mình cũng không biết trong cái thử nghiệm này, không thấy Mercedes công bố. Đấy. Đấy, đâm 40% này. Đoàn. Túi khí nổ nhá. Yên tâm, túi khí sẽ nổ. Thứ mà không nổ thì không mà chết. Rồi, đấy các bạn thấy không? U rồi tay kìa, văng kìa. Đấy, chiếc xe nảy lên. Sợ quá. Ôi. Đấy đấy. Chậm lại. Đấy, những cái camera này nó phải nhờ những cái hệ thống ánh sáng cực mạnh thì nó mới thu lại được, nó mới ghi lại được. Đó, chiếc xe nảy lên.
Mình đã sang xem Toyota rồi, thử nghiệm ở tốc độ 50 một con Majesty cộng với cả Majestic cộng đầm đoàn với con Yaris. Thì khi mà xem xong mình quyết định mua xe to, không mua xe nhỏ. Xe nhỏ nó bay cả mét lên trời, nó rơi ra phía sau, xe to chỉ bị lắc ngang một tí thôi. Còn nát thì cả hai đều nát. Sau đấy xem người ngồi ở trong, rồi các vị trí, rồi nhìn khét lẹt thì sợ lắm. Thì đối với những cái dòng xe điện này, một những cái đấy các bạn có thể thấy này, đấy, dí vào và kiểm tra điện có hở không. Thì đây là bởi vì EQC là một mẫu xe điện cho nên phải kiểm tra cái độ dò của điện, nếu có không, có là chết luôn, có là thôi rồi luôn, có là thành than luôn. Không cái gì chịu được bởi vì dòng nó rất cao. Vâng, một hệ thống pin lithium cực kỳ hiện đại trên những mẫu xe này, công suất rất lớn. Moment thì gấp nhiều lần so với cả những cái mẫu xe động cơ truyền thống. Đó, kiểm tra xem có điện không nhá. Bây giờ có mở cửa ra không? Có mở cửa ra không? À đâu? Các anh này, kỹ sư này đang dán lại cái gì ạ? Đánh dấu lại. Hơi tiếc một chút trong cái thử nghiệm này không mở ra xem các anh em ngồi trong như thế nào. Anh em hình thăm ngồi như thế nào. Hình như đây là niêm phong lại. Chưa hiểu làm cái gì. À, tức là phải an toàn, tức là sợ giật các bạn ạ. Cho nên phải dòng à. À, hay là đo lực. Rồi, chắc là đo lực à. Chứ hiểu cái này làm cái gì. Có những xe nhá, đấy, vẫn mở được cửa này. Mở được cửa như thế này là mình có thể thấy được là cái khung là gần như không bị biến dạng. Đấy, khung mẹc nó như thế. Còn nếu mà mở cửa mà không ra được thì cái khung nó rất là kém, tác động thẳng đến khung rồi thì người chịu ảnh hưởng rất nhiều. Và cái thứ hai là việc giải thoát hành khách ra rất là khó. Ví dụ người ngồi trong xe mà không bị kẹt rồi thôi, làm nào bây giờ, chờ cưa đến thì xe cháy nổ xong rồi, có mà thành than. Đấy, mẹc các bạn thấy chưa. Ồ, thật tuyệt vời. Thực sự mà nói là ở thị trường chúng ta hay xem xe nó có đèn LED, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, rồi là trang bị ghế da, ghế bò, cửa sổ panorama, rồi đồng hồ kỹ thuật số hay là cái này cái kia. Nhưng thực sự tính năng an toàn đấy mới là cái khủng khiếp, cái đắt tiền, cái đáng giá nhất đối với trên những cái dòng xe, đặc biệt những cái dòng xe sang, siêu sang vân vân. Nếu không an toàn chắc chắn vứt đi hết. Và có lẽ những cái thông tin vừa rồi cũng chúng ta cũng sẽ hiểu thêm về cái phần nào về tác dụng của những cái cuộc thử nghiệm an toàn. Xin nhắc lại, bốn tổ chức độc lập trên thế giới nhé. Còn nội dung trong cái thước phim bạn vừa xem là cái trung tâm thử nghiệm hiện tại là đang được đánh giá là hiện đại nhất trên thế giới của Mercedes-Benz. Nếu các bạn có những cái thông tin gì về các cuộc thử nghiệm va chạm với các dòng xe, đặc biệt là có tại Việt Nam, xin vui lòng hãy chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.